Lần này đấy, ông nào mà SS rồi thì cũng SS rồi, mai chưa SS thì thôi, không vào nữa là xong. Pino ngay tức đấm một bắn thật rồi chị ạ. Quả này thì bên phía rap và gay rồi, sức Pino, trẻ mở của mua phát, Pino. mở mua phát, mở mua phát. Ui, mồm tiết Ông nhưng mà luôn, đấy nhưng học mà lại 3 cái giờ bài của bắn. rap đấy, lên cao nút thùng xong rồi bắt đầu tọc 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 tọc. Nhưng mà tọc 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 lại đến từ bên Nhưng phía mà nhìn rap rồi, bắt bài, đấy, bắt hai anh bài em bắt đầu luôn. chơi hai bài giống nhau. Bây giờ thì tưởng tượng là hai em cứ lên thùng với xong rồi Nhưng mà cái thùng đấy mà đục ở chế độ AK này cũng khó vỡ mồm lắm. thì Em thử thế rồi, em thử rồi, bà em thử rồi. à, không có nghĩa là kiểu ai anh em kiểu vần vần nhau ấy, ví dụ những giây cuối cùng mà đang hoài À chắc chắn rồi, đang hòa cứ vờn nhau đến giây cuối cùng là all in luôn. Ai thắng là thắng luôn, thua luôn. 4-1 rồi, Pino bắn thật rồi. thế này là thế nào? Quả này là ông rap này là hơi già rồi. Nhưng mà mình già càng cay chứ nói chưa được điều gì đâu. Trai càng cay thì càng đẹp. Chứng tỏ là thế. Em có vẻ gay không? Không rõ, em không gái, em xấu Bảo sao em trai xấu mà, em trai? xấu trai mà. Trai thì có phải người yêu hay không? Thôi rồi, Hôm 6-1 nay cho 1 tháng Pino sau rồi. là cái ngày mà anh rất mong cho em đi chơi Tết thiếu nhi. À, anh ấy sang hoang 6 rồi, sang trang rồi. Sang Có sang khi trang là là anh đấy ấy rồi. chuẩn bị gọi là lực lượng kèo ấy. Rồi luôn, sấy trượt đến từ bên phía của Rap. Rồi thanh niên kia cứ sợ ban xem, đang là xem, nếu mà sợ ban là sẽ bị nó bị đứng hình nên mình không ban. 7-3 dành cho Pino rồi, hơn là 4 mạng còn 3. Nhìn Là có vẻ Pino là tiếp Pino tục bắt bắt được bài cái quả là luồn lách với cả hay đi ngó nghiêng của rap rồi. đánh võng tổ lái không thành công đến từ bên phía của Rap rồi. Rap Thôi vừa nãy là đi quả đấy là hơi ngơ đấy. thôi rồi, vừa nãy là giấu bài thực sự và Pino đã nói ngay trước trận là ai lên solo cùng Rap đi, em không solo đâu, là muốn ý định giấu bài thật được. Đây rồi, tóm được ông rồi. Chết ngay. Nên nguy hiểm. Nguy hiểm của năm rồi. Thể hiện nhiều rap ơi, vừa nãy những quả là vỡ đầu cơ mà. Bây giờ thì hé ra là vỡ đầu ngay. Còn nếu mà là em mà ngồi vị trí của rap ấy thì khẳng định bây giờ đã làm 20-0 rồi chứ không phải là 5-10 như thế này đâu. Nhìn cách mà hai game thủ này bắn thì phải hiểu là tay họ cũng to đấy, không phải là Mà bây giờ là nhẹ đang nốt nhàng. khô ông nào thì ông nào? Mà bây giờ chỉ cần hé ra 1 giây là Đúng vỡ rồi. đầu. Còn sấy rồi, bay Hai ông bay nhảy nhảy bay nhảy. nhảy như chim luôn, loạn hết cả xạ. May mà không cho lên cao đấy. Giờ mà cho lên Rồi cao phải cho đi lên mạng cao thì roi thôi. rồi. Cứ phải gọi là chóng mặt nhảy theo hai ông này. Và mấy ông thanh niên bắn đi thùng chuyên nghiệp. Vừa nãy xem Vic Mark bắn được 1-1, có thanh niên bay từ trên xuống bùm bùm phát là vỡ đầu hai thanh niên. Em ngay tức xếp replay ra ngoài kia rồi, là thanh niên này chuẩn đi rồi, chuẩn bị Đấy, em tiếp đưa lên bảng rồi. gặp nhau 11-7, 4 mạng, 1 phút rưỡi có thể vẫn là có thể. Tuy nhiên thì nếu mà đà thì khó không, nhưng mà đã đổi sang đà khác rồi chăng. Tại sao thanh niên GMC non này tại cứ ao ra vào lại hoài vậy? thanh niên đến với Không phải là nãy giờ vẫn là cái màn hình nó đang load game chứ xong rồi ao ra vào lại chứ, đấy, đuổi bắt khổ nhau kìa, thân đuổi bắt vãi. nhau, đuổi bắt nhau, đuổi bắt nhau. Thôi không được rồi, Nhưng mà lần 4 này là mạng. con chuột cắn con mèo. Jerry cắn tôm là chuyện bình thường đó chị ạ. Thằng Đấy. tôm nhiều khi nó không bao giờ cắn, không phải nhiều khi mà lúc nào nó cũng không thể cắn con Jerry. Bây giờ là 13-8 rồi Pino. Có lẽ là Có vẻ như rap đang buông xuôi rồi đấy. rap buông chuột rồi. Bởi vì đấu với thanh niên Pino Con khóc chủ phải về trông con rồi, thì ván đầu là con không khóc, tâm lý nó thoải mái. Bây giờ con khóc rồi, con khóc vợ gọi. à, vợ gọi thì phải về thôi, là muốn về nhanh thì rap mình có thể hiểu cho bác. Thái Maxim thật hay giả đấy? Thái Maxim này, Thái Maxim thật hay giả đấy? Bây giờ thì chắc chắn là một chiến thắng dành cho phía của Pino rồi. Đà phát 16-8, thực ra là những cái chạm môi mạng cuối nhau cùng luôn. là nó chỉ là thủ tục mà thôi. Pino
bây giờ rất là sung, Sơn Kiều bỏ cách được rap một quãng dài. Nhưng mà tất cả bài Pino bị lộ hết rồi.